19 tháng 6, Hội Nông dân thành phố Mỹ tổ chức đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có các đồng chí Đào Thanh Lưỡng, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, xã phường cùng 150 đại biểu đại diện cho trên 7.000 hội viên nông dân toàn thành phố. Nhiệm kỳ 2012-2018, Hội Nông dân từ thành phố đến cơ sở đã tích cực tổ chức các phong trào thi đua và đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là trong công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua dân vận khéo. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh. Nhiều mô hình ở các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp có bước phát triển mạnh. Các cấp hội nông dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, tập trung thực hiện đề án 125 của thành phố về phát triển hàng hóa nông nghiệp tập trung. Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân cơ sở duy trì 5 mô hình hợp tác xã, 14 tổ hợp tác, xây mới 5 mô hình trồng cây ăn quả tại các xã phường, tạo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và phổ biến khoa học kỹ thuật đến hội viên. Số hộ sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017 có trên 5.000 hộ, tăng 20,6% so với năm 2012. Nhiều hộ có mức thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng trên một năm. Thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, hội viên nông dân thành phố đã hiến gần 3.000 mét vuông đất, hàng ngàn ngày công và trên 780 triệu đồng để xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông liên thôn, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế. Tham gia dồn điền đổi thửa, tập trung ruộng đất, xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, triển khai xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu tại hai xã Điền Công và Thượng Yên Công. Đi đôi với những nỗ lực cố gắng của hội viên nông dân trong việc phát huy thế mạnh về đất đai, sức lao động, giống vốn, hàng năm các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, vận động và hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình kinh tế tập thể. Trong nhiệm kỳ đã có hàng trăm hộ được vay vốn phát triển sản xuất từ quỹ hỗ trợ nông dân và từ ngân sách nhà nước, trên 240 hội viên được hỗ trợ thoát nghèo. Với những thành tích đạt được, Hội Nông dân thành phố đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, thành phố và các cấp hội. Nhiệm kỳ 2018-2023, bám sát tiến trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hội Nông dân thành phố phấn đấu đưa giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng 7% trên năm. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 3.000 tấn, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,45%, 95% số cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, hàng năm có trên 85% số hộ nông dân đăng ký và có trên 75% hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí Đào Thanh Lưỡng, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, các cấp hội nông dân thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng của các hoạt động, đáp ứng tốt nhu cầu của hội viên, phát huy vai trò thủ lĩnh hội các cấp trong vận động nông dân, nắm vững nhiệm vụ chính trị thành phố, tham mưu giải quyết hiệu quả các vấn đề trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nâng cao chất lượng phục vụ tư vấn hỗ trợ cho nông dân về giống, vốn, khoa học kỹ thuật sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các cấp hội cần tiếp tục xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện các phong trào một cách thiết thực hiệu quả, xứng đáng là cầu nối giữa nông dân và chính quyền các cấp. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Uông Bí khóa 10 gồm 17 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, đồng thời khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.